tự ý xúc. Như thế gọi là xúc duyên thọ. Thắng giải có ra do thọ làm duyên đó ra sao? Sự phân đoán, cách quyết đoán, thái độ đoán quyết cảnh của tâm. Dù cách nào như thế gọi là thọ duyên thắng giải. Hữu có ra do thắng giải làm duyên đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Như thế gọi là thắng giải duyên hữu bởi nhân đó mới gọi là sự phát sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế b tám tâm dị thuộc quả dục giới chư pháp vô ký trong khi có ra sao ý thức giới thuộc dị thuộc quả đồng sanh hỷ thọ tương ưng trí đồng sanh hỷ thọ tương ưng trí hữu dẫn đồng sanh hỷ thọ bất tương ưng trí đồng sanh hỷ thọ bất tương ưng trí hữu dẫn đồng sanh xã thọ tương ưng trí Đồng sanh xã thọ tương ưng trí hữu dẫn Đồng sanh xã thọ bất tương ưng trí Đồng sanh xã thọ bất tương ưng trí hữu dẫn, hoặc có sắc làm cảnh Hoặc có pháp làm cảnh hay những cảnh chi mở mối sanh ra đặng do nghiệp thiện dục giới đã làm chất chứa mới có ra Trong khi đó thì hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh, thanh duyên thắng giải, thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. Trong những duyên khởi đó mà hành là chi? Sự cố quyết, thái độ tính, cách cố quyết, dù cách nào như thế gọi là hành. Thức có ra do hành làm duyên đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa. Sanh từ ý thức giới. Như thế gọi là hành duyên thức. Thanh có ra do thọ làm duyên đó ra sao? Đức tin, sự trong sạch, cách tín ngưỡng, thái độ trọng kính, dù cách nào như thế gọi là thọ duyên thanh thắng giải có ra do thanh làm duyên đó ra sao sự phán đoán cách phán quyết thái độ quyết đoán cảnh của tâm dù cách nào như thế gọi là thanh duyên thắng giải hữu có ra do thắng giải làm duyên đó ra sao như là thọ uẩn tưởng uẩn hành uẩn và thức uẩn như thế gọi là thắng giải duyên hữu do nhân đó mới gọi là sự phát sanh ra của những khối khổ đó vẫn có bằng cách như thế C. Tâm dị thuộc quả sắc giới Chư pháp vô ký ra sao? Bực tu tiến theo đường lối siêu thế hầu đến sắc giới, tỉnh ly chiêu dục, đắc sơ thiền hiệp tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định bằng đề mục đất trong khi nào thì xúc. Vô phóng vật có trong khi ấy, như thế gọi là chư pháp thiện. Bực tu tiến tỉnh ly chiêu dục. Đắc sơ thiền bằng đề mục đất có dị thuộc quả phát sanh ra do nghiệp thiện sắc giới đã làm chất để mới đặng có ra trong khi đó thì hành duyên thức, thức duyên danh danh duyên lục nhập lục nhập duyên xúc xúc duyên thọ thọ duyên thanh thanh duyên thắng giải thắng giải duyên hữu hữu duyên sanh sanh duyên lão tử sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế d tâm dị thuộc quả vô sắc giới chiêu pháp vô ký ra sao bực tu tiến theo đường lối hầu đến vô sắc giới đã trừ luân lạc lướt khỏi những vô sở hữu xứ chứng tứ thiền đồng sanh với tưởng phi tưởng phi phi tưởng xứ trong khi nào thì xúc vô phóng vật có trong khi ấy, như thế gọi là chư pháp thiện. Bực trừ luôn lạc lướt khỏi những vô sở hữu xứ đắc tứ thiền đồng sanh với tưởng phi tưởng phi phi tưởng xứ mà đặng dị thuộc quả do đã làm nghiệp thiện vô sắc giới chứa để mới đặng thì trong khi đó hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập, lục nhập duyên xuất, xuất duyên thọ, thọ duyên thanh, thanh duyên thắng giải, thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. E tâm dị thuộc quả siêu thế. Chiêu pháp vô ký ra sao? Bực tu tiến theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt tráo đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ, tỉnh ly chiêu dục, đắc sơ thiền hiệp với tầm, tứ, hỷ, lạc. Sanh từ định mà hành nàng đắc cấp trong khi nào thì xúc. Vô phóng vật có trong khi ấy, những chân tướng như thế gọi là chiêu pháp thiện. Bực tỉnh ly chiêu dục. Đắc sơ thiền thành dị thuộc quả do thiền thiện siêu thế hiệp tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định do nhờ tu tiến mà hành nàng đắc cấp thuộc chủng tiêu diệt trong khi đó thì hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập, lục nhập duyên xuất, xuất duyên thọ, thọ duyên thanh, thanh duyên thắng giải, thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những pháp ấy vẫn có ra bằng cách như thế. S. Bảy tâm dị thuộc quả bất thiện Tâm dị thuộc quả bất thiện thứ nhất, hai, ba, tư và năm chư pháp vô ký trong khi có ra sao nhãn thức thuộc gì thuộc quả đồng sanh xã thọ có sắc làm cảnh sanh ra nhĩ thức thuộc gì thuộc quả đồng sanh xã thọ có thinh làm cảnh sanh ra tỷ thức thuộc gì thuộc quả đồng sanh xã thọ có khí làm cảnh sanh ra thiệt thức thuộc gì thuộc quả đồng sanh xã thọ có vị làm cảnh sanh ra thân thức thuộc gì thuộc quả đồng sanh khổ thọ có xúc làm cảnh sanh ra đều do đã tạo chướng nghiệt bất thiện có trong khi nào thì trong khi đó hành duyên thức thức duyên danh danh duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự phát sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. Trong những duyên khởi đó mà hành ra sao? Sự cố quyết, cách cố tính, thái độ cố quyết. Như thế gọi là hành. Thức có ra do hành làm duyên đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa. Sanh từ thân thức giới. Như thế gọi là hành duyên thức thọ có ra do xúc làm duyên đó ra sao? Như là thân không thích, thân chịu khổ, sự hưởng khổ, hưởng không thích sanh từ ý xúc. Như thế gọi là xúc duyên thọ. Hữu có ra do thọ làm duyên đó ra sao? Như là tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Như thế gọi là thọ duyên hữu. Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. Tâm dị thuộc quả bất thiện thứ sáu, chư pháp vô ký ra sao? ý thức giới thuộc gì thuộc quả đồng sanh xả thọ, có sắc làm cảnh. Hoặc có xúc làm cảnh hay những cảnh chi mở mối sanh ra đặng do tạo chứa. Nghiệp bất thiện trong khi nào thì hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thắng. Giải, thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng. Cách như thế. Trong những duyên khởi đó, mà hành ra sao? như là sự cố quyết, sự cố tính, thái độ cố quyết. Như thế gọi là hành. Thức sanh ra do hành làm duyên đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa. Thuộc ý giới. Như thế gọi là hành duyên thức. Thọ có ra do xúc làm duyên đó ra sao? Như là sở hữu tâm phi mãn ý phi phi mãn ý, sự hưởng phi khổ phi lạc sanh từ ý xúc, thái độ hứng chịu phi khổ phi lạc sanh từ ý xúc. Như thế gọi là xúc duyên thọ.